Thưa sư, con xưa do bởi tham sân si vô minh, con sản xuất kinh doanh nhưng không quản lý tốt. Nay con gieo trồng nhiều đều. Đây những nhân con gieo trồng đều trổ quả ngọt thì ít, quả đắng thì nhiều. Con đã nhận ra bài học cho mình. Xin sư chỉ cho con làm như thế nào để quả đắng đang trổ nó diễn ra nhẹ nhàng hơn. Con cứ bị dày vò bản thân, nhiều lúc không có năng lượng. Xin sư chỉ cho con đường để con biết cách sống theo tinh thần Đức Phật để lại. Sư nói rất là nhiều lần rồi. Ngày hôm qua sư cũng có nói. Cái câu hỏi là bây giờ khó khăn có nên bớt đi cái chuyện làm phước hay không? Cũng tương tự như vậy. Cái việc cần làm của mình bây giờ là gì? Mình lo tẩu tán tài sản. Nghe, lo tẩu tán đi. Thì khi mà tài sản nào mà mình chôn để dành á, tức là mình đem đi làm phước, thì tài sản đó nó sẽ không bị mất. Còn bây giờ khi ác nghiệp nó trổ thì không có cách nào hết trơn. Quý vị biết là một trong những cái hình ảnh mà người ta đăng lên mà bị chửi, tức là người ta đăng cái hình ảnh là một cái ngôi nhà đang cháy mà những người lính cứu hỏa tới thì không có xịt ngôi nhà đang cháy đó, mà xịt những cái ngôi nhà xung quanh. Thì cái người không hiểu chuyện á, họ nói cứu hỏa gì kỳ vậy? Sao không xịt ngôi nhà đang cháy, không cứu ngôi nhà đang cháy mà xịt những cái ngôi nhà xung quanh. Nhưng mà chỉ có người hiểu chuyện mới biết là ngôi nhà đang cháy cứu không nổi. Hết cứu được rồi. Cái quan trọng là mình làm, mình xịt cho những ngôi nhà xung quanh để cho nó không có bị cháy lan. Bảo vệ là bảo vệ thứ chưa cháy kìa. Chứ còn thứ nó đã cháy rồi là mình chịu thua. Thì cũng vậy đó. Những cái tài sản nào mà mình chưa bị cháy á, nha, thì mình lo, mình bảo vệ nó bằng cách là mình chôn, mình để dành, mình chuyển hết qua ngân hàng công đức, chuyển hết qua phước giùm sư một cái thì nó đỡ. Chứ còn bây giờ mà quý vị cố gắng nữa thì nó cũng vậy thôi, bởi vì có nhiều việc nó chỉ có nước là để cho nó cháy rụi, chứ bây giờ mình biết làm cách nào bây giờ ha. Hơn nữa, ngay cả như trường hợp là mình khổ quá thì cũng nên suy nghĩ. Thì đây cũng là một cái lời nhắc nhở cho mình về nghiệp và quả, và cũng là một cái cơ hội để mình buông, để mình vào chùa mình tu. Hồi xưa mình lo nào công ăn việc làm, cho nên là bây giờ mình đau khổ, mình không có thời gian mình tu. Bây giờ thì thôi, cũng cảm ơn những cái sự khó khăn, nhờ như vậy mình có thời gian để mình tu ha. Và không biết Đại Đức Tuệ Tường có cái nhìn như thế nào về vấn đề này. Dạ. Kính thưa Đại Đức Hành Tuệ, kính thưa quý vị, riêng cái câu hỏi này á, đúng như Đại Đức Hành Tuệ nói, có cái tình tiết á, rất giống một cái câu hỏi ngày hôm qua mà cái câu hỏi mà của vị Phật tử đó nói là con á, nghĩa là vài năm qua con cúng dường cho chùa cũng thường xuyên, nhưng mà thời gian gần đây con bị thất bại á, thì cái việc mà con có nên là tiếp tục cúng dường hay không? Cái câu hỏi hôm qua thứ bảy tuy nó ngắn nhưng mà nó chứa đựng trong trọng, nó hàm ý rất là sâu xa. Bản thân sư khi mà sư đọc câu đó này, nó thú thật lòng nha, là sư khởi lên cái tâm từ và đặc biệt cái lòng bi mẫn với cái người mà hỏi câu đó rất là nhiều. Bởi vậy á, cái câu đó là sư trải lòng á, sư nói rất là nhiều để cho nhiều, nói nhiều khía cạnh để cho cái vị đó đầu tiên là cái niềm tin lại cho nó vững chắc, đúng không? Để mình không có bị lay động, mình tại vì niềm tin đó, quý vị mà mất niềm tin là đánh mất tất cả. Tại niềm tin đó là hạt giống, niềm tin giống như mình gọi một cái câu mà gọi là cái niềm tin á, là nó là
bình minh của tất cả các thiện pháp, thưa quý vị. Nó khởi đầu, nó là nền tảng của thiện pháp. Khi mà quý vị không có niềm tin rồi thì chỉ là quý vị sống bóng tối thôi, bao trùm, quý vị lầm lạc thôi. Cho nên là trước khi mà sư trả lời câu hỏi này nè, sư có cái lời khuyên và cái vị này nè, tại vì câu hỏi này có hai, nó có cùng một ý, không là vì mày vị này á, nên tìm lại câu hỏi đó mà sư đã có sự trải lòng đó, rất là nhiều về câu hỏi đó, rồi ở đây sư sẽ trả lời nối tiếp, không nối tiếp để cho vị cái vị hỏi câu hỏi này để hiểu rõ hơn về khía cạnh mà nói là làm sao, làm cách nào á để nó diễn ra nhẹ nhàng hơn, không rồi nói là bị dày vò bản thân vì nhiều lúc không có năng lượng. Thì ngoài cái việc quả chỗ này nè, rồi cái tâm bị dày vò này nè, đây là trạng thái tâm bất thiện, thưa vị. Nếu nói đúng hơn là trạng thái tâm chạo cử, có nghĩa là sự hối hận và cái tâm phóng dật đó. Đây là trạng thái tâm bất thiện, bởi vì nếu mà vị nuôi á, nuôi dưỡng cái tâm này á, trong một cái thời gian mà dài á, mà nó trở thành giống như là người ta gọi là rơi vào trầm cảm, nó trở thành một giống như là một cái trạng thái tâm lý mà nó thành thói quen với vị đó, và đụng cái là quý vị dễ buồn, dễ trầm cảm như vậy. Thì khi mà cái giờ phút cận tử á, nó cái tâm này đến, nó gõ cửa vị á, thì cái khả năng quý vị đi bốn cái cảnh giới xấu rất là cao. Cho nên là sư phân tích như vậy để quý vị hiểu là đây là cái rất là nguy hiểm, cái trạng thái tâm rất nguy hiểm, cho nên là mình hãy gạt. Rồi ở đây cái vị này nè có hỏi một cái câu nhưng mà sư rất là tán thán, rất là tán thán cái phần câu hỏi này. Câu hỏi này nó mang phần tích cực hơn cái câu hỏi hôm qua, là nói là xin sư từ bi chỉ cho con, chỉ để biết cách sống theo tinh thần là Đức Phật để lại. Thì xin thưa quý vị, theo đúng như tinh thần thì nó như vậy. Ngoài đại đức hạnh tuệ cũng vừa chỉ con nghe là đúng như lời Đức ở đây á, mà nó tương tự này nè, đây là con gặp thất bại trong cuộc sống, con đau khổ quá, mất mát tài sản này nọ, mong sư chỉ cho con đó làm sao để khắc phục trong hiện tại đó. Xin thưa quý vị, nó chỉ có một công thức thôi, đó là gì? Đó là nghe, chỉ giảng rõ rộng thêm cho quý vị hiểu thôi, là ngoài việc mình có cái sự tư duy về nghiệp quả của nghiệp là điều đầu tiên đó, gọi là tư duy, còn gọi là mình tư duy chân chánh đó, không? Cái thứ hai mà khi mà quý sư nhắc cái điều này nè, cái điều này nè, là nhiều người mà không hiểu Phật pháp á, cứ nói quý sư là mấy ông sư này tối ngày cứ lo bố thí ra, và bố thí các kiểu này nọ ra, toàn là đụng cái đưa bố thí động mà. Nhưng mà thật sự quý vị không hiểu đúng thần là Phật dạy á, xin thưa quý vị, mà ngài thuyết tuần tự pháp nha, ngài thuyết á, đa phần các đối tượng á, những đối tượng đặc biệt là thuyết chung á, thì có một thì á, ngài á, thường là tiên ngài thuyết về bố thí nè, rồi kế tiếp ngài thuyết về rồi kế tiếp ngài thuyết về ngài kế tiếp ngài thuyết về sự nguy hiểm, sự hà liệt, sự ô nhiễm của các dục, ngài thuyết. Cho nên nữa, khi mà cái câu hỏi tương tự như vậy nè, khi mà quý sư nhắc tới bố thí, quý vị làm ơn làm phước phải hiểu giùm sư, đây là sư trả lời theo lời Phật dạy, chứ không phải là đụng cái quý sư cái kêu quý vị là bố thí đi à, quý vị phải hiểu rõ như vậy nha. Tại cái lực bố thí đó, nó rất là lớn, quý vị, làm cho quý vị hiểu đó, ngay cả trong thất thánh sản á, là cái thí xả, cái thí xả nó cũng nằm trong nhóm trong nhóm mà gọi là dẫn đầu, còn trong ba la mật cũng vậy, cho la mật là bố thí cũng đứng đầu, rồi trong 10 phút kiếp sự bố thí cũng đứng đầu. Và quý vị tại quý vị hiểu tầm tại sao mà ngay cả Đức Phật thuyết ngài thuyết tuần tự pháp cũng là bố thí đứng đầu. Ở đây thì sư nhấn mạnh đó, một lần nữa để cho quý vị hiểu đó, là ở đây quý sư thiết theo là Phật, chứ không phải là đụng cái kêu quý vị bố thí để cái kêu là cúng dường à. Còn á, cái giải pháp chính á, mà quý vị á, để cho hiện tại quý vị á, có
được đời sống tốt đẹp hơn thì vẫn là một công thức cũ, sư khuyên quý vị mình hãy cố gắng vun bồi dùm sư ba cái loại phước, giống như ba cái tấm khiên này nè, nó sẽ chuyển cho mình trên ngay trong cái hiện tại nè, và trên đường mà mình những cái kiếp sau 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 nữa, trên đường mình giải thoát sinh tử luân hồi. Đó là ba loại phước vật, phước đức, phước trí. Vun bồi cho sư ba loại phước này để đều giúp sư, đúng không? Rồi mình phải hướng đến cái sự chuyện cho giới định tuệ. Đó, thì mình mới giải giải quyết được rốt ráo những cái gọi là mình nói là mình đau khổ nè, đau khổ ngay trong cái hiện tại nè, những cái bất hạnh, những cái mất mát về vật chất lẫn tinh thần của mình ngay trong hiện tại này. Đó là cái lời mà khuyên của sư, mà sư dựa trên là Phật dạy. À, cũng mong là quý vị sẽ vượt qua được cái cơn bỉ cực này. Dạ, cũng xin kết thúc. Suy nhận thấy là cái mạng nó đang chập chờn. À, chúng ta qua cái câu hỏi tiếp theo.